tử chiến với Đài Loan, đội tuyển chọn sinh viên Việt Nam hy vọng tranh hạng 3. Đội tuyển chọn sinh viên Việt Nam sẽ tự quyết số phận của mình khi gặp Đài Loan ở trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 5 tháng 6, nhắm mục tiêu giành suất thứ nhì nhóm B để tranh hạng 3 giải bóng đá các trường đại học châu Á 2024. Đối thủ Nhật Bản quá khủng. Với mật độ thi đấu quá dày, mỗi ngày một trận và lại đá vào buổi sáng, hơn nữa lại gặp đối thủ quá mạnh, ở một đẳng cấp cao hơn như sinh viên Nhật Bản thì thất bại 0-3 trong ngày thi đấu thứ hai ngày 4 tháng 6 của đội tuyển chọn sinh viên Việt Nam là điều hoàn toàn dễ hiểu. Huấn luyện viên trưởng Lê Hữu Phát đã chủ động xoay tua đội hình để cố gắng tránh thẻ phạt và chấn thương cho các vị trí chủ chốt, đồng thời dành sức cho trận quyết định với Đài Loan vào ngày 5 tháng 6. Trước lối chơi mạnh mẽ, áp sát quá nhanh của đối phương, các cầu thủ sinh viên Việt Nam chịu không nổi nên cố gắng cầm cự và gần như không thể phản kháng. Mỗi khi cầu thủ sinh viên Việt Nam có bóng là lập tức bị quay ráp với tốc độ dồn dập. Khả năng tranh cướp bóng mạnh mẽ của người Nhật khiến các chàng trai đến từ Đông Nam Á không cầm giữ được nhịp và khung thành liên tục chao đảo. Sớm nhận ra sự khập khiễng của đội tuyển chọn Việt Nam, đội bạn đã điều chỉnh, đánh mạnh vào hành lang biên phải nơi Chí Long và Ngọc Thiện trấn giữ. Họ khai thác rất hiệu quả các tình huống nên ghi các bàn thắng sớm chớp nhoáng. Nếu thủ môn Đức Công không xuất sắc và sự lăn xả trong nhiều tình huống của hàng phòng ngự thì tỷ số sẽ khó dừng ở 3 bàn. Dù vậy cũng có chút điểm sáng từ các mũi nhọn trong tình thế phải tự xoay trở do những chủ lực ở tuyến giữa đều phải lùi về phòng thủ. Minh Nhật với khả năng di chuyển khôn ngoan, Văn Phúc chạy chỗ hợp lý và Quốc Khánh hay Duy Trường bằng sự che chắn nhanh, khéo léo của mình đã có những pha phối hợp đột kích dũng mãnh tạo ra ít nhất 2 tình huống suýt ghi bàn. Nếu thủ môn Hamashi của sinh viên Nhật Bản không xuất sắc thì đã có bàn thắng cho đội tuyển chọn sinh viên Việt Nam. Với 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Lê Hữu Phát sẽ bước vào trận cuối vòng loại nhóm gặp Đài Loan, đội đã hòa Thái Lan 1-1 và cũng thua Nhật Bản 0-3 để tranh suất nhì nhóm vào 9 giờ ngày 5 tháng 6. Cả Đài Loan và Thái Lan hiện có một điểm nên chỉ cần một kết quả hòa là đội tuyển chọn sinh viên Việt Nam sẽ đứng thứ nhì sau Nhật Bản và sẽ bước vào trận đối xứng tranh hạng 3, nhiều khả năng gặp Oman, hiện xếp nhì nhóm A sau khi đã vượt qua Malaysia. Dĩ nhiên với điều kiện Thái Lan ở trận đấu cùng giờ gặp Nhật Bản không thể có 3 điểm, giải sinh viên các trường đại học châu Á không tính đối đầu trước mà lại tính hiệu số bàn thắng bại đầu tiên nên nếu Việt Nam và Thái Lan bằng điểm thì bất lợi sẽ thuộc về chúng ta. Dẫu sao với quyền tự quyết trong tay, đội bóng Việt Nam sẽ dễ đá hơn. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Minh quan sát trận Đài Loan hòa Thái Lan nhận xét, họ chỉ còn vài cầu thủ từng thắng Việt Nam ở giải các trường đại học châu Á năm 2023 và vẫn chơi ngang ngửa với các đội bóng Đông Nam Á. Với lực lượng năm nay, chúng tôi tự tin có thể đối đầu. Theo trưởng đoàn Tăng Trí Hùng, đội tuyển chọn sinh viên Việt Nam sẽ nỗ lực giải quyết đối thủ trong 90 phút ở trận đấu ngày 5 tháng 6. Vì trong bóng đá đội bóng có hai cửa thường rất khó đá nên về mặt tâm lý phải tránh sự chủ quan và thiếu tập trung. Đó là điều mà BHL đội bóng đã nhắc nhở để quyết tâm giành chiến thắng trước Đài Loan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.